Hôm nay cô làm video này để hướng dẫn các em thực hiện bài đánh giá cuối học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm 8. Hình thức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm 8 đó là giáo viên sẽ giao bài để các em học sinh về nhà làm bài thực hành ở nhà. Thời gian giáo viên đưa yêu cầu và hướng dẫn học sinh đó là vào tuần 10 của học kỳ 2, từ 1 tháng 4 đến 7 tháng 4. Và thời gian học sinh nộp lại bài cho giáo viên đó là vào tuần 12 của học kỳ 2, từ 15 tháng 4 đến 20 tháng 4. Bài thực hành gồm có 2 câu. Câu 1 đó là: em hãy lựa chọn một nghề trong xã hội hiện đại mà em yêu thích và xác định những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có, việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ, lao động của nghề đó. Sau đây là một ví dụ. Chẳng hạn như nghề tiếp viên hàng không thì năng lực cần có đó là giao tiếp khéo léo, thành thạo ngoại ngữ, làm việc với áp lực cao, và cần có những phẩm chất sau: kiên nhẫn, tự tin, thân thiện. Đối với nghề phát thanh viên truyền hình thì việc làm đặc trưng đó là tìm kiếm thông tin, nắm bắt xu hướng, lên ý tưởng, lấy tin tức, biên tập tin, bài phát sóng trên truyền hình, ghi hình, làm hậu kỳ. Trang thiết bị dụng cụ lao động đó là máy nhắc chữ, máy quay, máy ghi âm, loa, micro. Còn đối với nghề thiết kế đồ họa thì việc làm đặc trưng đó là thiết kế trang mạng, sáng tạo hình ảnh quảng cáo, logo, bảng hiệu, hình ảnh cho tạp chí, sách, báo và các loại tài nguyên truyền thông khác. Trang thiết bị dụng cụ lao động đó là máy tính và các phần mềm đồ họa, bản vẽ điện tử. Các em có thể tham khảo các ví dụ ở trên rồi điền vào bảng sao có trong tờ giấy mà thầy cô phát cho các em. Câu 2 trong bài thực hành đó là: em hãy vẽ thiết kế áp phích băng rôn để phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai cho người dân địa phương. Trong sách giáo khoa có một vài gợi ý như sau, các em có thể tham khảo và thực hiện. Cô chúc các em hoàn thành kỳ đánh giá cuối học kỳ 2 thật tốt ở tất cả các môn.